Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi, Sakagen nha. Thương hiệu của Đan Mạch. Máy Nhật ha. Thì con này nó chạy tới 6 kim nha. 6 kim ha. Này đồng hồ, nó titanium, trên đây nó ghi titanium. Cái mặt của nó là y như là dạng carbon nha, mặt carbon nha. Đó. Thiết kế nha. Này đồng hồ chỉ ngày nè. Này thứ nè, có đầy đủ ha. Ngày thứ đầy đủ. Này 24 giờ chỉ ngày đêm nè. Như thường máy này là có dạ quang này, test cho. Máy này có dạ quang kim, nó dạ quang xanh sáng. Thì con này là nó tĩnh điện ha, nó vỏ đen mà tĩnh điện. Mặt sau đây. Mặt sau nha, thông số đủ hết. Sakagen ha, thương hiệu Đan Mạch máy Nhật. Còn mới lắm, con này thiếu cái hộp. Dây khóa bản lụa nè. Thì anh em thích đeo siêu mỏng mà 6 kim á, có lịch ngày lịch thứ đầy đủ, chốt mấy này nó tiện luôn ha. Mặt nó cũng thiết kế cái kiểu carbon nha, đang chạy chuẩn luôn. Rồi con này thì xe ngang của nó là 39.5 như 40 xe quốc dân nè. À, mỏng thì có 9 đi 3 thôi, càng luôn 43 nha, mỏng nè. Nó có 8 đi 7 nha, mỏng 8 đi 7 nha, 8 đi 6, 8 đi rưỡi gì nè, rất là mỏng ha. Cái dòng Sakien này chuyên làm đồng hồ mỏng á, lên tay nè, rất chắc luôn. Kính zin còn đẹp không sức mẻ, dạng bao bách lông mèo, lên tay bảy cho nhà dễ hình dung. Rồi con này thì 6 kim nha, em bán 950 ha, 950k mã B59 nha, 950 mã B59 ha. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em luôn. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.